Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm mời quý vị theo dõi chương trình Nhạc lá Bồ Đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện hàng tuần trên bản tin Hoa Thành Đố. Tú Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với Nhạc lá Bồ Đề với câu chuyện Đem tượng Phật vào kỷ viện, đồng ngờ chiêu mời họa sát thân, chuyện của Thế Di, Tú Linh tóm lược và trình bày kính mời quý vị theo dõi. Con người sống trong mê chỉ vì truy cầu lợi ích mà không ngừng làm những chuyện kinh thiên hại lý. Thần Phật là từ bi với chúng sanh, chứ cũng rất uy nghiêm. Một điểm khinh thường Phật, ác phải gánh chịu nghiệp báo nặng nề. Lâm Điền là người giàu có, từ tuổi trung niên bắt đầu mở kỹ viện. Qua một thời gian, việc kinh doanh bắt đầu trở nên ế ẩm kỹ viện mở cả ngày, không ai lai vãng, khiến cho ông ta lo lắng. Đúng lúc ấy, có một thương gia, vốn là bạn cũ của Lâm Điền, mang từ ngoại quốc về một pho tượng Phật, khoe rằng rất linh thiêng, chỉ cần mang ra thờ, kinh doanh thứ gì cũng phát đạt. Lâm Điền xin mua lại tượng Phật với giá cao, người bạn đồng ý bán cho Lâm Điền. Lâm Điền mang tượng Phật thờ cúng ngay giữa kỹ viện. Người xung quanh ai nấy đều lo sợ, bàn tán xôn xao. Ngay cả các gia nhân của ông ta cũng khuyên can. Kỹ viện vốn là nơi ô uế, cả người bình thường có chút tiếng tâm cũng không có ai muốn bước vào vì sợ tổn hại đến thanh danh. Lão gia lại mang Phật ra thờ cúng tại đây là điều trước nay chưa ai dám làm. E rằng sẽ phạm tội bán bổ thần phật lâm điền cười nói bởi trước nay chưa có ai dám làm nay ta làm những kẻ ham thích mới lạ sẽ tìm đến đây để mà mua vui sau khi lâm điền thờ cúng tượng phật trong kỹ viện việc làm ăn bắt đầu hương vượng nam tự các nơi kéo tới kỷ viện của nhà họ lâm ngày càng một đông lâm điền vô cùng đắc ý và nói với các gia nhân rằng, giờ các ngươi đã tin lời ta chưa? Nếu thằng Phật cho rằng, việc ta thờ cúng thế này là xấu, thì tại sao lại phù hộ cho ta càng ngày càng phát đạt? Nghĩ rằng mình không sai, Lâm Điền nghe ở đâu có tượng Phật linh thiêng là dốc sức mua về. Dần dần cả kỹ viện nhà họ Lâm toàn là các tượng và tranh vẽ về Phật để trang trí nhưng quả thật ông ta càng sưu tập nhiều tượng và tranh phật thì nam nhân đến càng đông người ra kẻ vào không lúc nào vắng khách nhiều phụ nữ trong vùng nghe trong lòng tức giận họ bàn tán với nhau rằng trước nay chồng mình đều là người quân tử không hiểu vì sao từ ngày lâm điền thờ phật trong kỷ viện chồng họ lại đổi tánh cứ đến kỷ viện mà thỏa lạc thú, không rõ lão họ Lâm đã dở trò gì. Tiếng đồn ấy tới tay một vị đạo sĩ, ông nghe tin có người dám mang Phật ra thờ trong kỵ viện thì rất kinh hãi, liền đến xem thử. Do kỵ viện là nơi ô uế, đạo sĩ chưa muốn bước vào, chỉ đứng bên ngoài đã thấy đầy yêu khí, vô cùng đáng sợ. Đúng lúc ấy có người bước ra, hỏi, đạo sĩ cũng muốn mua vui phải không? Xin mời vào. Vị đạo sĩ nhíu mày nói, tôi muốn gặp Lâm Lão Gia để bàn chuyện quan trọng. Phiền ông chuyển lời giúp, thấy vẻ mặt đạo sĩ rất nghiêm nghị, liền vào báo lại cho Lâm Điền. Lâm Điền đi ra hỏi, đạo sĩ có gì chỉ dạy? Thấy mặt Lâm Điền sạm đen, bắt phải yêu khí rất nặng đạo sĩ hỏi, Lâm lão gia, cớ sao lại rất yêu quái về hại người như vậy? Lâm Điền kinh ngạc hỏi, ta rất yêu quái bao giờ? Đạo sĩ nói, khắp nơi đây đầy dậy yêu khí là do Lâm lão gia vì tham lam và bất kính với thần Phật mà dẫn dụ họ đến. Lâm Điền tức giận nói, đạo sĩ điên ăn nói bậy bạ, chỗ nào ta cũng thờ Phật sao lại nói là yêu khí được? Đạo sĩ đáp, tuy là tượng Phật, nhưng không có Phật, chỉ toàn là yêu ma. Rồi ông không đợi Lâm Điền nói, liền bước vào trong, thấy trên các tượng và tranh ảnh Phật đều bao trùm một màn yêu khí. Còn bên trong tượng Phật, đặt thờ ngay giữa nhà, có một con hồ ly rất lớn. Bởi yêu tinh có thuật ẩn thân, nên trừ đạo sĩ ra người khác đều không nhìn thấy. Đạo sĩ quát lên, yêu quái to gan, rồi toan sông tới Bắc Hồ Ly. Nhưng Lâm Điền đã chạy vào, lớn tiếng gọi gia nhân. Đạo sĩ này điên rồi, dám vào nơi đây làm loạn. Bao bác hắn lại. Đạo sĩ xua tay quay lại nói, nếu ông không tin tượng Phật này có yêu quái, thì hãy mang trứng gà tới, đặt lên bàn thờ. Lâm Điền không hiểu nhưng vì tò mò nên cũng làm theo lời đạo sĩ mang mấy quả trứng gà tới để lên trên bàn thờ thắp mấy nến nhang qua một lúc đạo sĩ nói con hồ ly này thích trứng gà lắm nhất định không nhịn nổi đã ăn sạch dứt lời ông mang trứng gà xuống bóp nhẹ cho vỡ ra mới thấy bên trong bị rỗng lòng trắng và lòng đỏ đều đã bị hút sạch lâm điền bấy giờ mới kinh hoàng biết rằng đây đúng là hồ ly lắp bắp nói không ra lời đạo sĩ nói trên đời này làm gì có phật nào ở nơi ô uế này nếu phật dẫn nam nhân tới giúp ông phát tài cũng tức là đang làm bại hoại luân lý thế nhân ông nghĩ vậy mà hợp lý sao chỉ loại yêu quái mới làm vậy mà thôi nói xong đạo sĩ liền lấy bùa chú định dán lên tượng Phật cho hồ ly xuất ra, rồi dùng gươm báu chém đầu nó. Nào ngờ lâm điền, lòng tham không đái, tuy đã biết mình đang thờ hồ ly, nhưng nghĩ nếu diệt trừ nó đi rồi, việc làm ăn của mình nhất định xa xúc. Trong lòng tiếc không muốn, trong kỵ việc không thiếu những thứ dơ bẩn. Lâm Điền bèn say gia nhân mang nước dơ bẩn đổ lên người ông quả nhiên phép thiên kỵ thư bẩn. Bùa chú của đạo sĩ lập tức mất hiệu nghiệm, gươm báo cũng không xuất ra được nữa. Đạo sĩ la hoảng, ông làm gì vậy? Lâm Điền quát lên, tên đạo sĩ điên phá hoại việc kinh doanh của ta, mau đánh hắn. Gia nhân và vệ sĩ trong kỹ viện cũng ùa ra, toan bắt đạo sĩ lại. Đạo sĩ đành bỏ chạy đi bên ngoài, buông tiếng thở dài chắc mê bất ngộ thật đáng thương vị đạo sĩ lắc đầu bỏ đi không trở lại một thời gian sau đó hồ ly hấp thụ đủ dương khí liền rời đi các kỹ nữ và những nam nhân từng đến viện đều phát bệnh lạ kỳ bản thân lâm điền càng thê thảm hơn tử chi bị liệt bốc mùi hôi thối không ai dám lại gần thân nhân của người bệnh đều nói do Lâm Điền xúc phạm đến thần phật mới khiến tai họa giáng xuống thôn làng. Mọi người bèn kéo đến quan huyện thưa kiệt ông ta và tịch thu tất cả gia sản của nhà họ Lâm, mang phân phát hết cho dân làng. Ít lâu sau, kỹ viện bị cháy, mọi thứ bên trong đều bị thiêu rụi. Lâm Điền không thể chạy được, nên cũng vùi thân trong biển lửa. Tượng Phật và các Bồ Tát là tôn nghiêm chỉ để con người thờ cúng lễ bái tỏ lòng tôn kính phật là bậc thánh nhân ngài không chấp không giận cũng chẳng bao giờ chừng trị kẻ mạo phạm hình tượng của ngài nhưng luật nhân quả thì khác luật nhân quả cực kỳ nghiêm khắc không lệ thuộc ý muốn của chúng ta vì thế nên rất nhiều người đã hứng chịu những quả báo thê thảm vì phỉ bán hình tượng Phật. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Bộ liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão 2 com Tụ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, bản tin hoa trình đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về washingtondc sptn tv phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình